Sơn ơi, có tác phẩm nào giá trị nhất cửa hàng cho anh ngắm với? Giá trị thì bên em có nhiều tác phẩm giá trị và tùy từng theo tiêu chí của mỗi anh em khác nhau. Nhưng bản chất thì cái đồ này là cái đồ nghệ thuật, cho nên là cái từ giá trị ở đây nó cũng sẽ rất là vô cùng. Nhưng mà hiện tại ở đây thì có một tác phẩm rất là tâm huyết và cũng có giá thành lên đến gần 1 tỷ đồng. Và đặc biệt nữa là nó rất là độc đáo và sẽ không bao giờ có thể có lại nữa. Xin mời theo em nhé. Đây, anh ơi đi theo em này. Thì nói thật với anh, đây là một tác phẩm mà em cũng cực kỳ tâm đắc và được triển khai trong vòng là hơn 1 năm rồi mới có thể xong được tác phẩm này. Thì xin mời các bác cùng chiêm ngưỡng một tác phẩm cụ tế công. Thì đây là một tác phẩm mà em rất tâm đắc. Đấy, để gần các bác nhìn cái diện mặt xem nó khác biệt không. Dạ, nếu mà anh em nào mà sành chơi một chút này, kể nhìn diện mặt này, nhìn những cái bàn tay rồi từng cái gân, từng cái vết sờn đấy, của da, thì anh em biết ngay đây là tác giả làm. Và có nhìn này, từng cái vạt quần, vạt áo đều được làm nó rất là tỉ mỉ và mềm mại này, từng cái vòng tràng hạt. Và đây, đặc biệt là đây là điểm nhấn của tác phẩm này, các bác nhìn các cái đốm gì không ạ? Đây chính là các cái đốm nu. Và các bác nhìn từng cái ngón tay, từng cái bàn tay được làm thể hiện không ạ? Và đây cũng là vừa là nu vừa là lũa tự nhiên, nó chảy như là cái bầu rượu của ngài đang chảy rượu xuống dưới này. Đấy, và dưới đây cũng là những cái phần nu rất là tinh tế của một cái phôi gỗ quý hiếm này. Dưới đây là những cái củ nhân sâm này. Rồi đây mọi người nhìn con ve này. À, nhìn con ve sầu nó đậu ở đây trông thú vị không? Hay đây có con cóc này. Ấy, như cóc thật chưa anh em? Anh em nào biết cái loại gỗ này thì chắc là cũng là những người rất là sành chơi. Và đây là nu, anh em mình nhá. Đây là nu ạ. Cho nên là rất là độc đáo và sẽ không bao giờ có lại một tác phẩm kinh điển như này nữa.